4.5 khai thác sử dụng các doanh nghiệp nhà nước và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà nước trong quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước việc khai thác sử dụng lực lượng doanh nghiệp nhà nước như là đội quân chủ lực kinh tế hoặc như là vũ khí kinh tế chủ yếu của nhà nước là nội dung cực kỳ quan trọng trong việc quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nó nói lên ý nghĩa đích thực của doanh nghiệp nhà nước mà nếu không làm được việc này thì việc xây dựng doanh nghiệp nhà nước là điều vô nghĩa khai thác sử dụng các doanh nghiệp nhà nước vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà nước thực chất là sử dụng các doanh nghiệp nhà nước vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế của nhà nước những nhiệm vụ kinh tế này cần cho nhà nước để thực hiện một ý đồ phục vụ quốc phòng, nhiệm vụ kinh tế để thực hiện chương trình ổn định phân bố dân cư, nhiệm vụ kinh tế để khống chế các hoạt động kinh tế của các lực lượng kinh tế mà nhà nước cần phải khống chế, nhiệm vụ sản xuất các hàng hóa dịch vụ mà các doanh nghiệp ngoài quốc doanh không được, không thể và không muốn làm để bổ sung nguồn hàng hóa và dịch vụ xã hội. Để khai thác sử dụng các doanh nghiệp nhà nước và việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế của nhà nước, cần phải thực hiện các công việc sau đây: xác định các mục tiêu mà nhà nước cần đạt được trong lĩnh vực kinh tế xã hội mà nhà nước quan tâm xác định các hành vi kinh tế có khả năng hoặc có tác dụng đối với thực hiện các mục tiêu trên, giao nhiệm vụ hoạt động kinh tế cho các doanh nghiệp nhà nước, chuyển giao những phương tiện cần thiết đủ để cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được giao, ban hành và áp dụng các biện pháp chính sách ưu tiên ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước nhằm giúp cho các doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nói trên.